Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của FPT Shop. Và mùa tựu trường thì đã qua, các bạn cũng đã quay trở lại với trường học rồi đúng không? Thì chắc là trong một khoảng thời gian đầu thì các bạn cũng đã quen với môi trường học và những ngành nghề mới rồi. Nếu như các bạn chưa chuẩn bị cho mình một chiếc laptop thì có thể ở lại xem video này. Tại vì ngày hôm nay Húy sẽ mang đến cho các bạn 3 chiếc laptop dưới 20 triệu thôi mà còn là gaming nữa, dành cho các bạn học sinh sinh viên cực kỳ ok. Thế nên là không chần chừ nữa, đến với phần giới thiệu thôi. Intro nào. Rồi bây giờ cho Húy xin ít phút để quảng cáo về chương trình khuyến mãi laptop hè cho sinh viên nha. Hiện tại FPT Shop đang có chương trình laptop chơi hè đặc quyền cho học sinh sinh viên nhân 3 cho laptop PC Core i3 Ryzen 3 giá từ 7.990.000. Các bạn sẽ được giảm thêm 10% đến 8 triệu, tặng bảo hành lên đến 2 năm và đảm bảo mua máy 100% sẽ có quà. Chi tiết hơn Húy sẽ để link ở dưới phần mô tả về khuyến mãi quá là nhiều đi. Chương trình này sẽ áp dụng cho các bạn học sinh sinh viên từ 15 cho đến 25 tuổi, áp dụng từ ngày 1 tháng 6 cho đến hết ngày 31 tháng 10 nha. Laptop điêu hời mà còn ngập tràn qua mùa tựu trường nữa, ngại gì mà không đăng ký các bạn ơi. MSI Gaming Thin A15, một mẫu laptop mới đến từ MSI. Các bạn có thể tham khảo nó ngay tại FPT Shop cùng với nhiều ưu đãi hấp dẫn, tặng thêm cả ba lô nữa. Giá sẽ lên xuống tùy thời điểm nên là các bạn nhớ cập nhật thường xuyên nha. Cụ thể là nó giải quyết được những nhu cầu gì cho học sinh sinh viên thì bây giờ mình sẽ chia sẻ kỹ hơn cho mọi người biết. Em MSI Gaming Thin A15 này được trang bị card RTX 2050 4GB. Thì mình cũng có test qua full max thì FPS trung bình khoảng 46 FPS, nhiệt độ trung cao nhất mình thấy là 78 độ C và ăn tầm hơn 60W điện. Với cấu hình này thì nó chỉ nằm ở mức tầm trung thôi, nhưng mà theo mình trải nghiệm thì nó hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu dùng đặc biệt của mình là media. Với một học sinh sinh viên thì Húy thấy rằng các bạn nam thường sẽ thích những mẫu laptop gaming có thiết kế hầm hố và đẹp đúng không? Vậy thì đây vẫn là một thiết kế đặc trưng của gaming đến từ MSI. Với logo ròng trắng, ở mặt ngoài vỏ máy được hoàn thiện từ sự kết hợp giữa nhựa và kim loại đảm bảo sự cứng cáp. Mình có ấn mạnh nhiều lần và các bạn có thể thấy là nó không bị lõm quá nhiều. Và em laptop này chưa thể mở bằng một tay đâu nha mọi người. Như các bạn có thể thấy anh Đào Cường test, mặc dù là điểm mở máy họ cũng đã thiết kế vát sâu vào một tí để có thể mở máy, nhưng mà Húy thấy nó hơi khó mở, thà là để phần nhô ra dễ hơn. Bản lề thì khá là chắc chắn, nó cũng không bị nhô ra quá nhiều như là những dòng gaming khác. Về quạt tản nhiệt thì nó được trang bị khá là dư xăng luôn nha, cùng các cổng kết nối. Được đưa về bên phải với một USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3 USB 3.2 Gen 1 Type-A, một HDMI 2.11, AG45GB Ethernet, có đủ cả webcam 720p hỗ trợ cho công việc, học tập online. Trọng lượng của nó thì phải nói là mỏng nhẹ với 1,86kg. Đối với gaming ở thời điểm hiện tại thì đây cũng là ưu thế của MSI và các bạn hoàn toàn có thể đem nó đi học, đi làm việc mà không phải lo về vấn đề nặng nhẹ của nó. Mình có test qua máy tựa game trên Steam trong một khoảng thời gian là 30 phút mỗi game, mình cũng có cái đánh giá như sau. Ngộ không cứu thầy đây rồi. Game hơi nặng nên mình chỉ để mức setting thấp thôi nha, cao hơn nữa là cứu không có nổi đâu. Các bạn có thể thấy là FPS trung bình trên dưới 60 FPS trong những lúc đánh boss, còn bình thường thì khoảng 80. Đồ họa để thấp trông đẹp như thế này thì để cao không biết như thế nào luôn. Đối với game nhẹ nhất là CSGO thì mình để max cấu hình FPS trung bình của nó khoảng gần 100, có lúc hơn 100 FPS. Nhiệt độ của CPU và GPU trên dưới 70-80 độ C. Ai mà muốn để FPS cao thì cứ để cấu hình bình thường thôi. Qua game nặng hơn là PUBG, đồ họa mình sẽ để ở mức cao nhất. Và sau một tiếng chơi thì FPS trung bình trên 60 FPS, có giao tranh hay là đi xe thì nó sẽ thấp hơn một chút. Còn để đồ họa thấp hơn thì đương nhiên FPS sẽ cao hơn rồi. Và mình chưa thấy có hiện tượng giật lag nha. Khúc này trở đi thì mình cảm nhận là phần gần quạt đã nóng lên rất là nhiều rồi, và nhiệt độ ở CPU và GPU đều trên dưới 70-80 độ C. Qua game cuối cùng là game Call of Duty thì đồ họa mình để ở thấp nha, hoặc là tùy chỉnh, vì game nó nặng hơn, để cao là ối giời ơi đấy. Với 30 phút chơi game thì nói chung là ổn mượt, chưa có hiện tượng giật lag khung hình. FPS trung bình khoảng 80 FPS, nhiệt độ khá là mát, nhưng mà mấy phần tản nhiệt thì nó nóng thôi rồi luôn, ráng trứng luôn đấy. Nhưng mà độ ồn của quạt thì mình nói là ổn, nó không kêu quá to. Còn về các tác vụ công việc thì sao? Với mức cấu hình này thì hầu như nó có thể đáp ứng được các tác vụ từ cơ bản, văn phòng, các bạn làm marketing, content, media các thứ hay dựng clip thì đều có thể được. Em này chỉ có độ phân giải là Full HD thôi, kích thước của nó sẽ là 15.6 inch và tần số quét thì là 144Hz. Đây cũng chỉ là những cái thông số cơ bản ở một chiếc laptop gaming giá rẻ như thế này, và độ sáng của em nó cũng không quá cao để sử dụng ngoài trời. Mình thấy rằng đại đa số người dùng bây giờ chủ yếu cần một chiếc laptop phục vụ cho nhu cầu cơ bản, và hầu hết nó đều đáp ứng cho một chiếc laptop giá rẻ như thế này. Về phần bàn phím và touchpad, laptop gaming ngoài làm việc chống cháy ra thì chơi game cứ combo chuột và bàn phím ngoài cho chắc. Nhưng mà trải nghiệm gõ phím và chơi game trên em này thì tương đối tốt. Ở độ nảy phím, khoảng cách phím cũng không quá xa, nói chung là ổn,
không có bàn phím số, có led màu xanh, compact đêm không sợ nhầm phím, touchpad nhạy, vuốt chạm thao tác trên đây đều mượt, kích thước vừa đẹp. Với dung lượng pin hơn 50Wh và hỗ trợ sạc nhanh lên đến 120W thì nó có thể sử dụng khi không sạc khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ. Và như các bạn thấy đó, lựa chọn laptop gaming là một chuyện, nhưng mà để lựa một em laptop gaming giá tốt, ví dụ như dưới 20 triệu và có thể đảm bảo sử dụng lâu dài, thì EFI Gaming Thin A15 này sẽ là một lựa chọn tốt. Và bây giờ hãy đến với mẫu laptop gaming tiếp theo nha. Đầu tiên, hãy cùng Huy đánh giá sơ qua về phần ngoại hình của em laptop Asus Top Gaming này nha. Mặt lưng chúng ta vẫn có ở đây là hộp kim nhôm khá chắc chắn và bền bỉ, nhưng mà anh em để ý kỹ hơn một xíu thì Asus năm nay đã thay đổi thiết kế đơn giản hơn đôi chút, không quá cầu kỳ và nhiều chi tiết thừa như là những hãng laptop khác. Ngoài ra các bạn sẽ thấy ở phần cạnh trên và cạnh dưới của mặt lưng máy được vác sắc cạnh sáng bóng như thế này, cho một cảm giác cầm nắm cũng như là về mặt thẩm mỹ khá là chắc chắn, vẫn đậm chất gaming. Và phiên bản mình đang có ở đây thì là màu đen và được phủ nhám, và vấn đề bám mồ hôi trên máy cũng đỡ đi được phần nào thôi. Trên cạnh viền màn hình thì cũng có thêm G để thuận tiện cho việc anh em mở máy. Phía dưới thì sẽ có 4 đèn báo trạng thái. Đây cũng chính là những điểm khác biệt ở dòng laptop gaming Asus. Tiếp theo là mình sẽ lật mặt phần dưới lên cho anh em xem. Đây thì máy trang bị cho chúng ta rất là nhiều gờ cao su để nâng tầm máy khi chúng ta đặt dưới bàn. Điều này cũng giúp một phần cho máy có nhiều không gian tản nhiệt hơn. Máy cũng không xê dịch nhiều trên mặt bàn để các bạn tập trung tốt hơn khi mà làm việc cũng như là giải trí. Và máy thì được trang bị hai quạt tản nhiệt kết hợp với 4 khe thoát nhiệt cùng 5 ống tản nhiệt bằng đồng để đẩy luồng khí nóng tỏa ra khi các bạn chơi tựa game nặng như là AAA hay là thiết kế đồ họa cao. Đi qua về phần cạnh máy, vẫn được trang bị đầy đủ các cổng kết nối USB-C Thunderbolt 4, HDMI, mạng LAN hay là Type-C. Với sự mỏng nhẹ, gọn gàng thì hơi tin rằng những anh em con trai dư sức mang em này để ra ngoài làm việc hay là di chuyển đến bất cứ đâu. Về phần màn hình, kích thước lên đến 15.6 inch, độ phân giải Full HD sắc nét và tấm nền IPS LCD. Hầu như với trải nghiệm và nhu cầu của mình thì màn hình trên em này đáp ứng đủ tốt từ xem phim, giải trí hay là làm việc trên đây. Chưa kể là màn hình được trang bị tần số quét lên đến 144Hz nha. Nên là cho dù mình chơi game hay là edit, sử dụng những cái tác vụ hàng ngày như là đi học, đi làm việc, soạn content đều cho ra những trải nghiệm cực kỳ sướng và không có hiện tượng crop FPS gì cả. Máy còn được phủ thêm một lớp chống chói để những hình ảnh được thể hiện ở độ phân giải Full HD luôn rõ ràng và sắc nét. Và về phần hiệu năng thông số thì mình cũng nhắc đến khá là nhiều từ đầu video tới giờ. CPU Intel Core i5-12500H, card đồ họa NVIDIA GeForce RTX 3050 4GB, Intel Iris Xe Rapid S6 thì mình đảm bảo với mức cấu hình như thế này các bạn có thể cân đủ các tác vụ từ văn phòng cho đến giải trí tiệc ga. Và với các tựa game thịnh hành như là LOL nè, CSGO, tiệc ga đây là chơi game hardcore ở mức cấu hình máy đáp ứng thôi nha. Còn về edit video, Premiere, Photoshop, CapCut hay là edit ảnh trên Lightroom thì vẫn cân tốt. Thêm vào đó là RAM máy 16GB với 2 thanh RAM 8GB, có thể nâng cấp tối đa là 32GB RAM cho các bạn một trải nghiệm thoải mái nhất. Chuẩn thì vẫn ở nằm ở mức DDR4 đi cùng với RAM. Bộ nhớ cũng khá là khủng với SSD là 512GB. Thì mình đánh giá ở đây là mức bộ nhớ ổn để các bạn có thể lưu trữ tài liệu học tập hoặc là vài tựa game ưa thích cũng như là video các bạn edit xong, thì 512GB là quá ổn trong tầm giá rồi nha. Về phần bàn phím thì máy được trang bị bàn phím full size phục vụ cho nhu cầu học tập cho đến văn phòng, đặc biệt là những bạn cần nhập số liệu. Và độ nảy bàn phím cũng khá là tốt, có đèn led RGB phù hợp với đại đa số người dùng. Còn về hành trình phím thì khá là rộng và mình cũng có soạn thử content trên đây, cũng không quá mỏi sau một ngày làm. Về chơi game thì mình vẫn luôn ưu tiên bàn phím cơ gắn ngoài hơn để chơi thoải mái hơn. Touchpad không lớn cũng không nhỏ, nói chung máy gaming thì mình cũng không để ý lắm vấn đề đó. Webcam thì đủ dùng cho việc học online hay là call video với HD webcam 720D. Thời lượng pin trên Asus Top Gaming là 56Wh và chắc chắn đối với laptop gaming lúc nào mình cũng phải kè kè cái bộ sạc to đùng như thế này cực kỳ khó chịu luôn. Mặc dù là máy có support cổng Thunderbolt 4 nhưng mà với lượng điện tiêu thụ lớn thì cổng PD không bao giờ có thể đáp ứng được. Thế này là các bạn chơi game nhiều cứ thủ sẵn bộ sạc mang theo cho chắc nha. Các bạn có để ý là nãy giờ Hí toàn giới thiệu với các bạn những mẫu laptop gaming quen thuộc không? Và bây giờ thì đến với mẫu tiếp theo, nhìn vô cứ ngỡ là laptop văn phòng cơ. Đó chính là laptop gaming Acer Aspire 5. Phiên bản mình đang có ở đây là một màu đen xám và được phủ nhám cho trải nghiệm cầm nắm ok hơn, nam tính mạnh mẽ với các bạn nam thích laptop gaming nhưng mà không thích một thiết kế quá hầm hố và cứng nhắc. Ngoài ra thì phần thiết kế của em này không có quá nhiều điểm nhấn, thì ở phía dưới cũng chỉ có thêm một dòng chữ Aspire làm điểm nhấn cho dòng này mà thôi. Và thường thì các dòng laptop gaming sẽ có trọng lượng khá là nặng và mình
nhớ hồi xưa cái thời mà học sinh sinh viên có đeo cặp giùm cho một bạn nam, và mình đeo vô mình khờ luôn rồi mọi người, mình không nghĩ là tại sao bạn nam đó có thể đeo cái cặp đó qua ngày này qua ngày khác. Với trọng lượng 1,7 kg thôi nên là dù các bạn bỏ vào ba lô hay là túi xách đi làm cũng không quá khó chịu và nặng như các dòng laptop gaming khác. Đối với mình đây là một sự lựa chọn tốt, bởi vì với dân content như mình thì tối thiểu trong ba lô sẽ luôn mang một cái laptop để làm việc cũng như là meeting mỗi ngày. Nhưng mà có một điểm mình không thích ở trên Acer Aspire 5 này, đó là mặt lưng này bám vân tay khá là nhiều. Các cổng kết nối chính giờ đây cũng đã được dời ra sau để các bạn có thể kết nối nó gọn gàng hơn, đẹp hơn rất nhiều. Về phần bàn phím thì mình thấy là hành trình phím khá là rộng và độ nảy của các phím bấm thì mình nhận xét là ổn. Mình cũng có thử soạn content trên đây cũng không quá mỏi sau một ngày soạn văn bản nên là các bạn có thể yên tâm về vấn đề này nha. Còn về phần màn hình thì Acer Aspire 5 được trang bị kích thước lên đến 15.6 inch, tần số quét 144Hz, độ phân giải Full HD sắc nét và tấm nền IPS LCD. Hầu như với trải nghiệm và nhu cầu của mình thì màn hình trên em này đáp ứng đủ tốt từ xem phim, chơi game giải trí hay là làm việc ở trên này. Với một độ sáng vừa phải, màu sắc đẹp, màn hình nét như thế này thì các bạn có thể edit ảnh hay là video trên đây cũng khá là ổn. Điểm mà mình thấy thích ở trên này đó chính là tần số quét 144Hz. Màn hình thì chuẩn tần số quét như là laptop gaming, còn thân hình thì thon gọn như là laptop văn phòng. Em này quá là được ưu ái rồi đúng không cả nhà? Ok, và bây giờ là hiệu năng, mình đọc lại thông số nha. CPU Intel Core i5 13420H, card đồ họa RTX 2050 4GB GDDR6. Mình đảm bảo với mức cấu hình như thế này thì các bạn có thể cân đủ tác vụ từ văn phòng đến giải trí vừa phải. Vừa phải ở đây là chơi game hardcore thôi nha, chứ nếu như mà các bạn mua laptop chỉ để soạn thảo, soạn giáo án hay là làm content thì em này ok, vô tư. RAM trên máy cũng được trang bị ở mức 32GB chuẩn DDR4 cho các bạn một trải nghiệm thoải mái nhất khi mà đa nhiệm đủ từ chơi game, edit cho tới soạn và nhập liệu. Nói chung mức RAM cao như thế này thì các bạn sinh viên nên rút em nó về là một option cực kỳ tốt rồi. Ví dụ như một người làm content như mình thì mình hầu như là phải mở rất là nhiều tab trên Google Chrome, chưa bao gồm là tab mạng xã hội với cả là xem YouTube nữa. Nhưng mà nếu các bạn có nhu cầu cao hơn mình, chơi game nhiều hơn hay là làm nhiều việc cùng lúc hơn thì có thể cân nhắc lên 32GB RAM xài cho thoải mái. Đi cùng với RAM, bộ nhớ trên em này cũng khá là khủng với SSD 512GB, và theo mình đánh giá ở đây thì mức bộ nhớ này ổn để các bạn lưu trữ tài liệu học tập hoặc là bài tựa game ưa thích cũng như là video các bạn edit xong. Nhưng mà với một người hay dùng dữ liệu đám mây như là Google One hay là iCloud Drive để lưu trữ giống như mình thì mình thường sẽ đồng bộ chung với điện thoại để thuận tiện hơn trong công việc. Thời lượng pin trên Acer Aspire 5 là 50Wh, thời lượng mình dùng nếu không cắm sạc đâu đó tầm 4 tiếng với độ sáng màn hình từ 50-60%. Tác vụ thì chỉ là văn phòng cơ bản sẽ trụ được, còn nếu các bạn edit video, edit ảnh, đồ họa nặng các thứ thì nên cắm sạc và chọn mức đồ họa hiệu suất cao khi cắm sạc thì sẽ ok hơn rất là nhiều nha. Cuối cùng thì mình cũng đã tư vấn xong 3 mẫu laptop mà Huy cho rằng đây sẽ là người bạn đồng hành với các bạn lâu nhất, bền bỉ nhất trên con đường học tập cũng như là làm việc. Và các bạn nghĩ sao về 3 em laptop dưới 20 triệu này? Comment cho mình biết với nha. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của FPT Shop để đón xem nhiều thông tin hơn mỗi ngày.